Vào buổi sáng thì con thường thức dậy sớm để đi kiếm vỏ chai và bán tới trưa thì con đi học với các bạn cùng xóm. Đến khoảng 4 giờ chiều thì con tan học, và mỗi khi không có gì làm thì con thường rủ các bạn đi chơi đá banh. Đến khoảng 7-8 giờ tối thì con đi bán vé số. Con thường bán ở các quán nhậu, quán ăn. Con muốn có một đôi giày.